Quay trở lại với phần tin News at Night là các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống. Thưa quý vị, đầu bếp Jose Andre đã được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Đầu bếp danh tiếng Jose Andre đã vừa được đề cử giải thưởng Nobel Hòa Bình trong năm 2019, thể theo một bản tin của tờ nhật báo Washington Post phát hành vào ngày thứ Sáu 30 tháng 11. Được biết, trong suốt thời gian qua, ông Jose đã không ngừng tham gia vào các hoạt động từ thiện cũng như đồng hành cùng với tổ chức vô vị lợi World Central Kitchens mà ông từng sáng lập vào năm 2010. Quỹ này có chủ trương sẽ cung cấp thức ăn tới cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, điển hình như cơn bão Maria từng đổ bộ vào đảo quốc Puerto Rico. Trong thời gian gần đây, đầu bếp Jose còn kêu gọi các đồng nghiệp như Guy Fieri và Tyler Florence chung tay giúp đỡ cho các nạn nhân của đám cháy rừng Camp Fire tại miền Bắc của tiểu bang California. Danh tính của người thắng giải sẽ được công bố vào tháng 10 năm sau. Thưa quý vị, luật sư cá nhân trước đây của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, tin rằng bản thân sẽ sớm được ân xá. Hai nguồn tin thân cận vào ngày thứ Sáu 30 tháng 11 đã cho biết, cựu luật sư cá nhân của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tức là ông Michael Cohen, từng tin rằng bản thân sẽ sớm được nhà lãnh đạo Tòa Bạch Ốc ân xá. Trong suốt thời gian qua, Michael luôn được xem là vị nhân chứng then chốt trong cuộc điều tra đặc biệt về việc Tổng thống Donald Trump tư thông với Nga trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Cách đây hơn 8 tháng, Michael từng nghĩ sẽ được ông Trump bảo vệ trong trường hợp bị buộc tội trả tiền bịt miệng cho Stormy Daniels, người từng công khai tuyên bố đã quan hệ tình dục với ông Trump. Tuy nhiên, quan hệ giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Michael Cohen đã trở thành xấu khi ông Trump cáo buộc cựu luật sư Cohen là một người hèn nhát khi hợp tác với FBI. Trong ngày thứ Năm, 29 tháng 11, Michael từng thừa nhận đã khai man với Quốc hội trong cuộc điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Luật sư hiện tại của ông Trump là Rudy Giuliani nói với hãng thông tấn CNN rằng Tổng thống Trump chưa từng hứa hẹn sẽ ân xá cho Michael Cohen. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài đề nghị gia tăng thời gian canh gác của các binh sĩ trong khu vực biên giới phía Nam. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào thứ Sáu 30 tháng 11 đã lên tiếng kêu gọi Ngũ Giác Đài mở rộng thêm chính sách biệt phái các binh sĩ sang tuần tra và canh gác khu vực biên giới phía Nam giáp ranh với Mễ Tây Cơ. Trong bối cảnh chương trình này sẽ chính thức kết thúc vào ngày 15 tháng 12 sắp tới. Theo lời thỉnh nguyện của cơ quan DHS, họ muốn Bộ Quốc phòng phải gia hạn thời gian thêm 45 ngày để các binh sĩ có thêm thời gian canh gác, nhằm để ngăn chặn làn sóng di dân lậu đến từ Nam Mỹ, đổ xô sang các khu vực biên giới ở California, Arizona và Texas. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài vẫn chưa chính thức ký thông qua đề nghị này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây cũng đã tuyên bố cho phép các binh sĩ đang trấn giữ khu vực biên giới phía Nam được quyền sử dụng vũ lực để khống chế đoàn di dân. Hiện có khoảng 5.200 binh sĩ Hoa Kỳ đang tuần tra khu vực biên giới Mễ Tây Cờ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ đền bù 17 triệu Mỹ Kim cho các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng ở sòng bạc Las Vegas. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa bồi thường gần 17 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng vốn đã làm chấn động kinh đô sòng bạc Las Vegas hồi năm ngoái. Thông tin này đã được Bộ trưởng Tư pháp đương nhiệm Matthew Whitaker đưa ra trong bài diễn văn ở thành phố Cincinnati vào ngày thứ Sáu 30 tháng 11. Những người được nhận tiền hỗ trợ bao gồm các nhân viên kiểm soát vé, nhân viên sân khấu, chủ nhân cơ sở thương mại, cảnh sát cùng với những nạn nhân đã bị ảnh hưởng bởi vụ xả súng gần khách sạn Mandalay Bay. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của 58 người, đồng thời khiến cho hơn 500 người khác đã bị thương. Tuy nhiên, đã không ảnh hưởng đến nhiều đến lượng khách du lịch ở thành phố này. Thủ phạm được xác nhận có tên là Stephen Paddock. Đơn sự đã tiến hành vụ tấn công từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay trước khi quay súng tự sát. Đây được cho là vụ xả súng kinh hoàng nhất từng ghi nhận được xảy ra trong lịch sử của Hoa Kỳ. Bản tin tiếp theo có liên quan đến đời sống, thưa quý vị. Hội chợ Giáng sinh truyền thống đã chính thức mở cửa chào đón công chúng tại thành phố Nuremberg của Đức Quốc. Phiên chợ Giáng sinh Nuremberg Christmas Market là một trong những sự kiện truyền thống được nhiều người trông đợi nhất trong năm ở Âu Châu, đã mở cửa chào đón công chúng vào tối thứ Sáu 30 tháng 11 trong tình trạng an ninh được thắt chặt. Sự kiện này trước sự mong đợi của nhiều người dân bản xứ và du khách từ khắp nơi tới thăm. Hội chợ Giáng sinh nổi tiếng do các giới chức tiểu bang và Varia tổ chức đã được một thiếu nữ xinh đẹp cải trang thành thiên thần Chris Kyle khai mạc
bằng một bài thơ truyền thống ngay trên ban công của giáo đường Church of Our Lady, tọa lạc tại trung tâm của thành phố Nuremberg, nhằm mục đích báo hiệu mùa lễ Giáng sinh đã về. Hội chợ Giáng sinh Nuremberg hàng năm đều thu hút hàng chục người từ khắp nơi tới thăm. Tại đây, các du khách sẽ được thưởng thức các món ăn và thức uống truyền thống của người Đức nói chung và tiểu bang Bavaria nói riêng. Phiên chợ sẽ chính thức bế mạc vào ngày Christmas Eve 24 tháng 12. Kính thưa quý vị, bản tin đời sống tiếp theo cho biết thủ đô Paris của Pháp Quốc đã được thắp sáng bởi những ánh đèn Giáng sinh. Đạo lộ Champs-Élysées nổi tiếng ở thủ đô Paris của Pháp Quốc đã vừa được thắp sáng bằng những ánh đèn đủ màu sắc nhân dịp người dân đang chuẩn bị chào đón mùa Giáng sinh. Hàng ngàn ánh đèn màu xanh và vàng kim óng ánh đã góp phần giúp cho thành phố ánh sáng Paris trở nên sống động. Các viện bảo tàng, đại hí viện và cửa hàng thời trang danh tiếng cũng đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Cảnh tượng tuyệt đẹp này kéo dài cho đến tận cổng thành Arc de Triomphe, một trong những biểu tượng của Pháp Quốc. Cứ vào dịp này hàng năm thì khoảng 150 con đường ra vào thủ đô Paris lại được gắn đèn LED sáng lấp lánh để các du khách và cư dân bản xứ tới chiêm ngưỡng và chụp hình. Đây cũng là dịp người dân đổ xô đi mua quà cho mùa lễ cuối năm. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, kính mời quý vị cùng trở lại với các bản tin liên quan đến Việt Nam và giải trí.